Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em tiếp tục với môn chuyên đề học tập toán 10, cuốn sách thuộc bộ sách Cánh Diều. Chúng ta đang ở chương thứ hai, đó là chương phương pháp quy nạp và nhiệt thức Newton. Bài đang là bài nhiệt thức Newton và thầy đã giúp cho các em xong. Xong đó có nghĩa là xong phần bài học. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần bài tập khai triển các biểu thức sau. Hai x cộng y mũ 6 thì nó sẽ bằng là C06 2x mũ 6 cộng C16 2x mũ 5 y cộng chấm 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 ở quên này x mà này viết ra cho này viết ra đây là C26 2x mũ 4 y bình cộng C36 2x mũ 3 y mũ 3 cộng C46 2x mũ 2 y mũ 4 cộng C56 2x y mũ 5 và cộng C66 y mũ 6. Sau đó chúng ta bấm máy tính ra rút gọn. Bấm phần số thôi, đừng có bấm phần ít đi nha. Đây là 64 x mũ 6 cộng 192 x mũ 5 y cộng 240 x mũ 4 y mũ 2 cộng 160 x mũ 3 y mũ 3 cộng 240 x bình y mũ 4 cộng 5 phải cho xíu à, này 60 thôi, này 60 12 x y mũ 5 cộng 12 x y mũ 5 và cộng cho y mũ 6. Bạn có thể bấm lại nha. Nhiều lúc do sơ suất thì bấm bị sai. Câu B. X trừ 3y tất cả mũ 6 thì sẽ bằng C06 x mũ 6 trừ C16 x mũ 5 3y cộng C26 x mũ 4 b bình trừ C36 x mũ 3 b mũ 3 cộng C46 x mũ 2 b mũ 4 trừ C56 x 3y mũ 5 và cộng C66 3y tất cả mũ 6 bằng x mũ 6 trừ
18 cộng 135 trừ 540 x mũ 3 y mũ 3 cộng 1215 x mũ 4 xin lỗi x mũ 2 x mũ 2 y mũ 4 trừ 1 4 5 8 x y mũ 5 và cộng bảy 29 y mũ 6 rồi. Câu C x trừ 1 tất cả mũ n bằng C 0 n x mũ n trừ C 1 n x mũ n trừ 1 nhân 1 cộng chấm 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 cộng trừ nha, cộng trừ. Nhưng vấn đề là cái thằng chưa biết, thằng cuối cùng là chưa biết cộng hay hay trừ, cho nên thầy sẽ ghi là cộng cho trừ 1 mũ n, chưa biết là cộng hay trừ, nó phụ thuộc vào n. Hiểu không? Nó phụ thuộc vào n. N chẵn thì nó dương mà n lẻ thì nó âm. Hết rồi. Được chưa? Bỏ số 1 này luôn cũng được. Câu D. Quên, cái này có thêm C N N nữa nha, trừ 1 tất cả mũ N C N N và nhân với 1 mũ N. Câu D x cộng 2 tất cả mũ N bằng C 0 N x mũ N cộng C 1 N x mũ n trừ 1 nhân 2 cộng c n trừ 1 n c n trừ 1 n x 2 mũ n trừ 1 và cuối cùng là cộng c n n 2 mũ n. Câu E x cộng y mũ 2n bằng c 0 2n x mũ 2n cộng c 1 2n x mũ 2n trừ 1 y cộng chấm 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 và cộng đến số cuối cùng luôn đi, đó là c 2n của 2n y mũ 2n x trừ y tất cả mũ 2n bằng c 0 2n trừ c 1 2n x mũ xin lỗi c 0 2n x mũ 2n 2n trừ 1 y cộng trừ rồi tới cộng và thằng cuối cùng nó sẽ mang dấu cộng tại vì đây là mũ chẵn nha, cộng c 2n của 2n y mũ 2n. Được không? Mũ chẵn thì thằng cuối cùng nó sẽ dấu cộng nha, cộng trừ. Nhưng mà ở đây là chấm 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 nhé, nó rất nhiều số ha. Câu số 2 tính tổng sau
Tất nhiên chúng ta sẽ xài đó là nhiệt thức Newton. A cộng B tất cả mẫu 2022 bằng C0 2022, A mẫu 2022 cộng C1 2022, A mẫu 2021 B và chấm 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 cộng C 2022 của 2022 B mẫu 2022. Tiếp theo là tới bước chọn hoặc là bước cho. Cho A bằng, chúng ta soi nè, C0 2022, 9 mẫu 2022, A mẫu 2022, như vậy A bằng 9, B không có. Soi lần cuối cùng này, B không có, cho nên B bằng 1. Ta được, đó là 9 cộng 1 là 10. 10 mẫu 2022 bằng C0 2022, 9 mẫu 2022 cộng C1 2022, 9 mẫu 2021 B không có thì khỏi nghe, cộng C2022 của 2022 B 1 thì khỏi ha. Được chưa? Như vậy có thể kết luận là S sẽ bằng 10 mẫu 2022. Câu B là tính T. Chúng ta cũng sẽ khai triển như vậy. A câu B cũng vậy. Mẫu vẫn là 2022. Câu B là cho A bằng, nói đây, A bằng 4. Và B sẽ bằng, ở đây có dấu âm, ở đây có thêm số 3, cho nên B sẽ bằng 3, âm 3. A bằng 4, B bằng âm 3. Ta được, được cái gì? Đó là 4 mà trừ cho 3 là còn 1. 1 mua máy thì cũng bằng 1. Bằng C0 2022, 4 mũ 2022 trừ C1 2022, 4 mũ 2021 nhân 3. Ở đây mũ chẵn cho nên thằng cuối cùng nó sẽ mang dấu cộng ha. Cộng C2022 của 2022 3 mũ 2022. Và từ đây có thể kết luận là vậy, T thì bằng 1. Được không? Tóm đặc biệt, quan trọng là chọn thôi. Soi rồi chọn nha. So sánh từng cặp số với nhau rồi chọn. Bài 3, chứng minh C0N 3 mũ N cộng C1N 3 mũ N trừ 1 cộng chấm 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 cộng CNN bằng C0N C1N3. Rồi, chúng ta cũng sẽ có là A cộng B tất cả mũ N sẽ bằng C0N A mũ N, rồi cộng cho C1N A mũ N trừ 1 cộng chấm 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 và cộng CNN B mũ N. Chúng ta có thể chọn nhé, chọn hoặc cho. Ví dụ trong tình huống này là C0N 3 mũ N A mũ N, cho nên A 3, được chưa? B bằng, ở này có B, ở đây không thấy xuất hiện B cho nên B bằng 1 ha. Ta được, 3 cộng 1 là 4, 4 mũ N bằng C0N 3 mũ N cộng C1N 3 mũ N trừ 1, B không có nhé, cộng CNN, được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ cho, ở đây C0N không có gì hết mà ở đây có A cho nên A bằng 1.
Còn B ở đây là CNN 3 mũ N, CNN B mũ N, cho nên B bằng bằng 3. Ta được. Này cũng là 4 mũ N bằng C0N cộng C1N nhân 3 cộng chấm chấm cộng CNN 3 mũ N. Như vậy chúng ta thấy là cả vế trái và vế phải đều bằng 4 mũ N, cho nên có thể kết luận là vậy. C0N 3 mũ N cộng C1N 3 mũ N trừ 1 cộng CNN thì nó sẽ bằng C0N cộng C1N nhân 3 cộng CNN 3 mũ N. Và đây chính là điều phải chứng chứng minh. Chúng ta đến với bài số 4. Đó là xác định hệ số của x mũ 12 trong khai triển x cộng 4 tất cả mũ 30. Số hàng tổng quát là CKN A mũ N trừ K và B mũ K. Thằng này sẽ bằng với CK 30 x mũ 30 trừ K và 4 mũ K. Được chưa? Để yêu cầu x mũ 12 nha. Theo đề bài ta có x mũ 12, cho nên chúng ta sẽ có là 12 sẽ bằng 30 trừ K. Từ đây sẽ tương đương với K bằng bạn ship xôn cũng được, hoặc là bạn chuyển vế đổi dấu cũng được, K bằng 18. Vậy hệ số của x mũ 12 là x mũ 12, hệ số là lấy hệ số thôi nhé, C 18 30 và nhân với 4 mũ 18. B số hàng tổng quát trong khai triển là CKN A mũ N trừ K B mũ K. Thầy quen dạng này rồi nha, cho nên thầy hay viết dạng này. Đó là CK 30 3 mũ 30 trừ K và 2x tất cả mũ mũ K. Ở đây có một ký thôi. Theo đề bài ta có đó là K sẽ bằng bằng 10. Vậy hệ số của x mũ 10 là C 10 30 3 mũ 30 trừ 10 là còn 20, 2 mũ 10 câu C x 15 x 16 trong khai triển. Câu C số hàng tổng quát là CKN A mũ N trừ K B mũ K bằng CK 51 2x chia 3 tất cả mũ 51 trừ K. N là 51 á, B là trừ 1 phần 7. Ở trong cái số hàng tổng quát thì phải đem theo dấu âm nhé, mũ K. Được chưa? Ở đây có một ký thôi cho nên làm luôn. Theo đề bài ta có là 51 trừ K sẽ bằng với 15 và tương đương với K bằng. Bài 16. Vậy hệ số của x mũ 15 là C 36 51 nhân với 2 phần 3. 51 mà trừ 36 là còn 15, nhân với trừ 1 phần 7 mũ 30 36. Đánh dấu cell thứ hai.
Theo đề bài ta có 51 trừ k thì bằng 16, tương đương k sẽ bằng với 35. K bằng 35. Vậy hệ số của x mũ 16 là C3551 nhân 2/3. 2/3, 51 trừ 35 là 16, và nhân với trừ 1/7 mũ k là mũ 3, 35. Có thể bấm máy ra để cũng được. Xét khai triển của x cộng 5/2 tất cả mũ 12, xác định hệ số của x mũ 7, hệ số của x mũ k với k thuộc n k biến bằng 12. Số hàng tổng quát ở đây x mũ k thì thầy xài cái này cũng được nghe, là ckn x mũ k nha. Số hàng tổng quát ckn x mũ xin lỗi, a mũ k và b mũ n trừ k đều được nhé. Ckn a mũ k b mũ n trừ k. Nó cùng vậy à, tại vì phép cộng có tính chất giao hoán mà. Nghe a trước b sau, rồi a sau b trước gì cũng như nhau thôi, nghe. Còn không thì gọi đúng dạng trong sách nè, cn trừ k. Cn trừ k n a mũ k b mũ n trừ k. Rồi. Thằng này sẽ bằng với c 12 trừ k 12, a là x mũ k và b là 5/2 mũ 12 trừ k. Câu a, ta có hệ số của x mũ 7 khiến k bằng 7. Vậy hệ số mũ là mũ của x nha, hệ số của x mũ 7 là 12 trừ cho 7 là còn 5, c 5 12 nhân với 5/2 tất cả mũ 5, 12 trừ 7 là 5. Hệ số của x mũ k, câu b, hệ số của x mũ k là hệ số cái mũ k là c 12 trừ k của 12 nhân với 5/2 mũ 12 trừ k. Câu 6, xét khai triển, xác định hệ số của x mũ 10, nêu hệ số của x mũ k. Số hàng tổng quát là cn trừ k n a mũ n a mũ k, a mũ k nó ngược lại, và b mũ n trừ k. Câu a, ta có quên, nó sẽ bằng là cn trừ k n, n là 21, n là 21 nhé, nghe, n là 21 nhân cho x phần 2 mũ k và nhân với 1/5 mũ 21 trừ k. Ta có yêu cầu là hệ số của x mũ 10, cho nên k bằng 10. Vậy hệ số của x mũ 10 là 21 trừ 10 là còn 11, nhân với 1/2 mũ 10 và nhân với 1/5 21 trừ 10 là 11. Hệ số của x mũ k, câu b, hệ số của
x mũ k là C21 trừ k của 21 nhân 1 phần 2 mũ k và nhân 1 phần 5 mũ 21 trừ k. Câu 7. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển A cộng B mũ 8 và A cộng B mũ 9. Hệ số lớn nhất là số nằm giữa. 7. Hệ số lớn nhất trong A cộng B mũ 8 là 8 chia đôi. 8 chia đôi là còn 4 là C48. Câu B. Hệ số lớn nhất trong A cộng B mũ 9 là 9 chia 2 thì là 4,5, cho nên là C49, vậy nó cũng sẽ bằng C59. Đây là hai hệ số lớn nhất. Hệ số lớn nhất là số nằm chính giữa. Rồi xong luôn. Đó là chứng minh công thức nhị thức Newton bằng phương pháp quy nạp. Cho nên người ta mới viết cái bài là nhị thức Newton chung với bài quy nạp toán học. Và chứng minh cái này thì khá là dài. Đã lâu rồi không chứng minh cái này. Đầu tiên là với n bằng 1, ta có a cộng b tất cả mũ 1 sẽ bằng n bằng 1 thôi nha. Thì nó chỉ có là c n 1. Thì nó chỉ có là c khai triển thế này. C01 A mũ 1 và cộng với C11 B mũ 1. Điều này là đúng này. Bấm máy ra kiểm tra lại là đúng. Thì hôm nay chỉ có hai số thôi. Nghe. Cái này cũng là khó nè. Không biết nói sao đây. Với N bằng 1 thì thay số 1 vô đây. Nha. Với n 1 bằng thay số 1 vô đây. Nghe. Chỉ có hai số thôi. Giả sử đẳng thức bước thứ hai nhé. Bước 1 là kiểm tra. Bước 1 là kiểm tra. Bước thứ hai chúng ta sẽ giả sử đẳng thức đúng với n bằng k, nghĩa là a cộng b tất cả mũ k sẽ bằng c0k a mũ k cộng c1k a mũ k trừ 1 b cộng ck trừ 1 k a b mũ k trừ 1 và cộng c k k b mũ k. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1, nghĩa là chỗ nào có chữ n thì thay bằng chữ k cộng 1 nha. Chỗ nào có chữ n thì thay bằng chữ k cộng 1. A cộng B tất cả mũ K cộng 1 sẽ bằng C0K cộng 1 A mũ K cộng C1K cộng 1 A mũ K B. Xin lỗi, này K cộng 1 cộng chấm chấm cộng, này là CK K cộng 1 A B mũ K và cộng CK cộng 1
k cộng 1 của b mũ k cộng 1. Chỗ nào có chữ n thì thay bằng chữ k cộng 1. Giờ sẽ chứng minh cái này nhé. Chúng ta sẽ lợi dụng giả thuyết quy nạp ha. Ta có a cộng b tất cả mũ k cộng 1 thì tách nó ra là a cộng b mũ k nhân với a cộng b mũ 1. A cộng b mũ k là có rồi, đó là c không k a mũ k cộng c 1 k a mũ k trừ 1 b cộng c k trừ 1 k a b k trừ 1. Thầy đang ghi lại cái này nè, cộng cho c k k b mũ k tất cả đem nhân cho a cộng b. Được không? Tất cả đem nhân cho a cộng b thì nó sẽ bằng, giờ nhân a trước nhé, nhân a trước nghe, nhân a trước là nhân b sau. Nhân a trước là c không k a mũ k cộng 1 cộng c 1 k a mũ k b cộng c k trừ 1 k a mũ 2 b mũ k trừ 1. Thì đang nhân chữ a vô á, cộng c k k a b mũ k. Tiếp tục thì sẽ nhân chữ b vô nhé, nhân chữ b vô là c không k a mũ k b cộng c 1 k a mũ k trừ 1 b mũ 2 cộng c k trừ 1 của k a b mũ k. Nhân chữ k vô nhé, nhân hai lũy thừa là cộng số mũ, cộng c k k b mũ k cộng 1. Rất khó nhé, thầy biết rất khó nghe. Bạn nào có tư duy toán chút thì xem, không thì phải xem rất nhiều lần, không là viết ra nghe, hiểu được ý tưởng rồi viết ra nghe. Xem người khác làm với lại tự chính đôi tay của mình viết ra là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Mà có niềm cảm hứng, niềm đam mê nữa. Rồi bây giờ ta sẽ gom những cái thằng người anh em lại với nhau. Thầy sẽ gom thằng này ghi lại này, c không k a mũ k cộng 1 sẽ viết lại cộng hai thằng này gom lại nè nghe. Nó là c không k cộng c 1 k a mũ k b. Okay. Đóng ngoặc chỗ này. Được không? Tiếp tục thầy sẽ gom những người anh em lại với nhau. Chấm chấm. Đó là gom thằng này với này lại nè. Đó là c k trừ 1 của k cộng c k k a b mũ k. Và cuối cùng là c k b mũ k cộng 1. Được chưa? Bạn cố gắng đưa ra thằng giải thuyết quy nạp nhé. C không k thì cũng bằng c không k cộng 1, tại vì tất cả đều bằng 1 hết. A mũ k cộng 1 cộng c không k cộng với c 1 k thì nó tăng lên là c 1 k cộng 1. Cái này là dùng công thức này. Công thức bên đó là chúng ta sẽ dùng công thức là c k n cộng c k trừ 1 n cộng c k n thì bằng n cộng 1 lấy thằng k. A mũ k b cộng thằng này lấy thằng lớn hơn là c k, thằng dưới là k cộng 1 a b mũ k, và thằng này là c k cộng 1 của k cộng 1, tại vì nó đều bằng 1 hết nha, cho nên có thể thay ra nhau. Đó, xong rồi đó. Đây chính là điều phải chứng minh nha. Như vậy là một trong những cách chứng minh nghi thức Newton, đó chính là phương pháp quy nạp toán học. Câu số 9.
bằng phương pháp quy nạp chứng minh. Bằng phương pháp quy nạp chứng minh với n bằng 1, ta có 1 mũ 5 trừ cho 1 thì sẽ bằng 0 chia hết cho 5 như kiểm tra xong. Giả sử mệnh đề đúng, đây kêu nó là mệnh đề đây. Giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, nghĩa là chúng ta sẽ có là k mũ 5 trừ cho k, k mũ 5 trừ k sẽ chia hết cho 5. Và chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1, nghĩa là chỗ nào có chữ n thay bằng chữ k cộng 1, k cộng 1 tất cả mũ 5 trừ cho k cộng 1 tất cả sẽ chia hết cho 5. Tất nhiên chúng ta sẽ khai triển nhị thức Newton ra, đúng không? Khai triển nhị thức Newton ra ta có k cộng 1 mũ 5 trừ cho k cộng 1 thì sẽ bằng bằng cái gì thì bằng là C05 K mũ 5 cộng C15 K mũ 4, số 1 thì khỏi ghi nhé, cộng C25 K mũ 3 C45 K mũ 2 và C, ôi chết, mới có C35 thôi, C45 K và C55 số 1 khỏi ghi nhé, trừ K trừ 1 bằng. Bây giờ gom những thằng nào lại với nhau, đó là C05 K mũ 5 trừ cho K sẽ được gom lại với nhau, cộng những thằng còn lại thì gom với nhau, C15 là 5, 5 K mũ 4 cộng mười K mũ 3 cộng 10 K mũ 2 cộng 5 K C55 là 1, 1 trừ 1 là hết rồi, thì nó sẽ bằng K mũ 5 trừ K cộng với đặt 5 làm nhân tử chung, K mũ 4 cộng với là 2 K 3 cộng với 2 K bình cộng với K. Ta có K mũ 5 trừ K thì sẽ chia hết cho K mũ 5 trừ K thì sẽ chia hết cho 5. Này là giải thiết quy nạp ha. Kết hợp với 5 nhân K mũ 4 cộng 2 K bình cộng 2 K K mũ 4 cộng 2 K 3 cộng 2 K bình cộng K, thằng này sẽ chia hết cho 5 luôn. Và từ hai ý này chúng ta có thể suy ra được K cộng 1 tất cả mũ 5 trừ cho K cộng 1 sẽ chia hết cho 5. Đây chính là điều phải chứng minh. Bạn chỉ cần xem ý tưởng, có hai việc quan trọng bạn cần nắm khi học bất cứ một lĩnh vực gì, đó là xem được ý tưởng và thứ hai là thấy người khác đã làm thành công thì mình cũng có thể làm thành công nha. Chứ còn nhìn từng dòng rồi chép lại thì cũng không có tiến bộ mấy đâu. Quan trọng nhất là ý tưởng và có niềm tin là sẽ làm được. Rồi chúng ta đến với 9B.
với n bằng 1, ta có điều gì? Đó là 1 mũ 7 trừ cho 1 thì sẽ được là 0, và 0 thì sẽ chia hết cho 7, 0 là chia cho 7. Giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, khi đó ta sẽ có đó là n mũ 7 trừ cho n sẽ chia hết cho 7, và chúng ta sẽ chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1. Chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1 nghĩa là k cộng 1 mũ 7 trừ cho k cộng 1. K cộng 1 mũ 7 trừ cho k cộng 1 sẽ chia hết cho 7. Ta có k cộng 1 tất cả mũ 7 trừ cho k cộng 1. Tất nhiên thầy sẽ khai triển nhị thức Newton rồi, bằng C07K7 cộng C17K6 cộng C27K5 cộng C37K4 cộng C47K3 cộng C57K2 cộng C67K và cộng C77 là hết, trừ cho k trừ cho 1. Cũng gom lại C07 là được 1, chỉ còn lại K17 thôi. K17 thì thầy sẽ gom với thằng K, thằng này vấn này nè. Cộng C17 thì được 7, K6 cộng K5 35 K4 35 K3 21 K2 7K C77 là được 1, 1 trừ 1 là hết, bằng K mũ 7 trừ cho K cộng với 7 làm thừa số chung, trong ngọt là còn K mũ 6 này cộng với là 3K5 nè, cộng với là 5K4 nè, cộng với là 5K3, cộng với là 3K2 và cộng với K. Rồi ta sẽ có K mũ 7 trừ K thì sẽ chia hết cho 7 ha. K mũ 7 trừ K sẽ chia hết 7, và 7 nhân với lại K mũ 6 cộng 3K5 cộng 5K4 cộng 5K3 cộng 3K2 và cộng với K. Thằng này sẽ chia hết cho 7, tại vì nó có số 7. Thằng này là giả thiết quy nạp ha. Và khi đó thầy có thể kết luận là vậy. K cộng 1 mũ 7 trừ cho K cộng 1 tất cả sẽ chia cho 7. Đây chính là điều phải chứng minh. Chúng ta cùng nhau đến bài 10. Thầy làm rất tốc độ rồi đó. Làm tốc độ nhiều khi đọc vô không hiểu nữa. Mà vẫn còn khá nhiều. Thầy chỉ tranh thủ làm giúp các em thôi. Còn lại là các em phải tự làm nha. Cho tập hợp A bằng x1, x2, x3 đến xn có n phần tử. Tính số tập hợp con của A. Có n phần tử, tính số tập con. Câu 10. Số tập con của A có n phần tử là, đầu tiên là C0N, là chọn không phần tử trong n phần tử á, là rỗng á. Tiếp theo là C1N, tập hợp có n phần tử. C2N là số tập hợp có hai phần tử. Và cuối cùng là CNNN. Bạn tính tổng này ra nha. Bạn nói là T.
Ta có A cộng B tất cả mũ N sẽ bằng C0N A mũ N cộng C1N A mũ N trừ 1 B cộng CNN B mũ N. Tiếp theo nó sẽ cho A bằng 1 và cũng như cho B bằng 1. Ta được được điều gì? Đó là 2 mũ N bằng C0N cộng C1N cộng CNN. Và như vậy chúng ta sẽ có là số tập con của tập hợp có N phần tử là 2 mũ N. Nhớ công thức này để sau này làm trắc nghiệm nha. Số tập con của tập có N phần tử là 2 mũ N và có thể chứng minh được bằng nhị thức Newton. Một nhóm gồm 10 học sinh tham gia chiến dịch mùa hè xanh, nhà trường muốn chọn ra một đội công tác có ít nhất 2 học sinh trong những học sinh nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội công tác trên? À, 10 học sinh muốn chọn ra đội công tác ít nhất 2 học sinh. Số cách lập đội công tác là C20. Được không? Ít nhất 2 đứa mà là có thể hai đứa bất kỳ. C30 3 đứa, C40 4 đứa và C10 C10 10. Cái tổng này tính như thế nào? Chúng ta cùng sử dụng tổng đà. Đặc biệt ta có A cộng B tất cả mũ 10 sẽ bằng C0 10 A 10 cộng C1 10 A9 B và cộng chấm 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 cộng C10 10 B 10. Sau đó thầy sẽ chọn hoặc cho A bằng 1, B bằng 1. Ta được được cái chi đó là 2 mũ 10 sẽ bằng C0 10 cộng C1 10 cộng C2 10 cộng C10 10. Như vậy chúng ta có thể suy ra C2 10 cộng tới C10 10 thì sẽ bằng 2 mũ 10 trừ C0 10 trừ C1. Thầy đang muốn cho bạn cách làm đó nghe. Còn nếu mà tôi muốn làm bấm máy cái này cũng được nữa. Thầy nói thiệt bấm máy còn nhanh hơn nãy giờ làm cái này nữa. Đúng không? Trừ như vậy có 1013 cách lập đội công tác như thế. Còn bạn muốn bấm máy nhanh nhanh thì bấm như thế này nè. Cái nút tổng á, tổng sigma bấm là 10 ship CX. X chạy từ 2 đến 10 có nghĩa là C2 10, C3 10 đến C10 10 á. Mà cái nút này nè, ship cái này nè, tổng này. Nha, ship. Rồi nhập giống như lúc nãy thầy nhập á. Đây là 10, đây là 2. 10 ship C em phải để tham gia một cuộc thi làm bánh, bạn Tiến làm 12 chiếc bánh có màu khác nhau và chọn ra số nguyên dương chẵn chiếc bánh để cho vào một hộp trưng bày. Hỏi bạn Tiến có bao nhiêu cách để chọn bánh cho vào hộp trưng bày? Cũng là tổng đặc biệt.
Có 12 chiếc bánh và chọn ra số nguyên dương chẵn để hòa hợp trên bài. Chọn và chọn ra một số nguyên dương. Dương là phải là lớn không nhé, chẵn là bắt đầu từ 2. Số cách chọn bánh cho vào hộp. Số cách chọn bánh cho vào hộp là C212 cộng C412 cộng tới C1212. Cái này có thể bấm ra còn nhanh hơn cả tính nữa nghe, số nó nhỏ xíu mà. Còn muốn tính thì tính cho. Tính nó cũng khá là dài dòng cho nên bấm đi nghe. Bấm cũng là bấm tổng nè. 12, còn không bằng bấm theo kiểu bình dân cũng được nghe. 12 ship C của 2 alpha x tại vì nó là số chẵn. X bằng 1 thì nó ra là 2, 2 thì ra 4, 6 thì ra là 12. Thì ra là 2047 nghe. Trừ khi cái số này rất lớn thì chúng ta mới tìm cách để tính, còn nó nhỏ quá bấm cho rồi. Bác Thành muốn mua quà cho con nhân dịp sinh nhật nên đã đến một cửa hàng đồ chơi. Bác dự định chọn một trong năm loại đồ chơi. Ở cửa hàng mỗi loại đồ chơi có 10 sản phẩm khác nhau bày bán. Biết rằng nếu mua bộ trực thăng điều khiển từ xe, bác sĩ chỉ mua một sản phẩm. Nếu mua bộ chơi logo, bác sĩ mua 3 sản phẩm. Nếu mua bộ lắp ghép robot, bác sĩ mua 5 sản phẩm. Nếu mua Rubik, bác sĩ mua 7 sản phẩm. Còn nếu mua mô hình khủng long, bác sĩ mua 9 sản phẩm. Bác Thành có bao nhiêu cách chọn quà? Sinh nhật cho con. Con 13. Số cách chọn quà sinh nhật cho con là, đầu tiên là mua bộ trực thăng là một sản phẩm, đó là chọn 1/10. Tiếp tục là C3/10, mỗi loại có 10 sản phẩm mà. C5/10, C7/10 và C9/10. Cái này bấm ra luôn rất nhanh ha. Bạn bấm theo kiểu bình dân cũng được, bấm theo kiểu bình dân là bấm theo kiểu này nè. 10 ship C1 cộng 10, nghe lời thầy đi, rất nhanh. Ship C3 cộng 10 ship C5. Tất nhiên là ý đồ của sách là phải bắt ra tính theo nhiều thức Newton, nhưng mà số nó người ta cho nhỏ thì người ta ráng chịu đúng không, miễn sao mà làm ra là được. Ổn không? Đó là 5/12. Được chưa? Người thông minh là giúp cho bài toán ngắn lại chứ không phải làm cho bài toán dài ra. Nghe. Còn nếu bạn muốn bấm tổng thì bấm như thế này. Ship tổng 10 ship C. Cái thằng ghi số chẵn là 2x+1, cái này sợ khó với mấy đứa nè. 2x+1, đầu tiên là x bằng 0, 0 thì nó ra 1, 1 thì nó ra 3, là 4 thì nó sẽ ra 9 nè. Tổng đặc biệt. Và bài cuối cùng ngày hôm nay đó là bài 14. Giả sử tính trạng ở một loài cây được quy định do tác động cộng gộp của n cặp alin phân ly độc lập là A1, A2 đến AN. Cho cây F1 dị hợp về n cặp alin giao phối với nhau, tỷ lệ phân ly kiểu hình của F2 là hệ số của khai triển nhiệt thức Newton A cộng
B tất cả mũ 2N nghĩ là tỷ lệ phân ly kiểu hình của F2 là C02N, C12N, C22N, C22N. Cho biết một loài cây có tính trạng được quy định bởi tác động cộng gộp của 4 cặp alin phân ly độc lập. Tìm tỷ lệ phân ly kiểu hình của F2 nếu cây F1 dị hợp về 4 cặp alin giao phối với nhau. Rồi đọc xong ngu luôn. Đọc xong thì thật sự đây cũng không hiểu lắm. Nhưng mà bằng tư duy logic bình thường thì chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa và xử lý nó theo kiểu bình thường. Giả sử tính trạng ở một loài cây được quy định do tác động cộng gộp của N cặp alin phân ly độc lập. Cho cây F1 dị hợp về N cặp alin giao phối với nhau, tỷ lệ phân ly kiểu hình của F2 là hệ số của khai triển nhị thức Newton A cộng B mũ 2N, nghĩa là tỷ lệ phân ly kiểu hình của F2 là C02N, C12N tới C2N2N. Cho biết một loài cây có tính trạng được quy định bởi tác động cộng gộp của 4 cặp alin phân ly độc lập. Tìm tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 nếu cây F1 dị hợp về 4 cặp alin giao phối với nhau. Có nghĩa là người ta cho bạn tổng quát là khi N cặp thì sẽ ra công thức như thế. Và nó hỏi là giờ khi 4 cặp thì nó làm sao? Được không? 4 cặp thì bây giờ chúng ta làm gì? Là thay N bằng 4 là được. Ghi lời giải rồi thay vô là được. Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2. Tỷ lệ phân ly kiểu hình. Tỷ lệ phân ly. Tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 là ứng với N bằng 4 nhé, ứng với N bằng 4 thì nó là C0, 2 x 4 là 8, được chưa? Tiếp theo là C1, 8, rồi C2, 8, C6, 8, C7, 8 và C8, 8, có nghĩa là N bằng 8. 2 x N bằng 4 nhé. 2 x 4, đúng rồi, 2 x 4 là 8, đúng rồi, được chưa? Còn đọc xong thì thầy chẳng hiểu đâu. Nhưng mà người ta sẽ chỉ cho là khi N là như thế nào, còn khi N bằng 4 thì sao? Thì phải đọc ta giải quyết thôi, nghe. Tại vì đây là bên môn sinh, không rành thì không hiểu. Đó là một câu chuyện rất bình thường. Ổn không? Rồi, như vậy là thầy vừa giúp cho các bạn hoàn thành xong chuyên đề 2, đó là phương pháp quy nạp và nhị thức Newton. Chuyên đề này cũng khá là khó chịu nha. Và các tiết tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyên đề số 3, đó là ba đường Konitz và ứng dụng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.